sau thời gian dài lặng ngắt trước đi vấn đường ai nấy đi với Nhật Lê, dính tin đồn hẹn hò với Hoa Di Sài thành Nguyễn Thảo Mi, tiền vệ Nguyễn Quang Hải một lần nữa khiến fan sốt sắn khi có tin đồn hẹn hò người mới. Bạn gái tin đồn lần này của nam tiền vệ là Nguyễn Thanh Thủy sinh năm 1998, Hà Nội, Hoa Di Cao 1, 52m từng nổi trên mạng từ năm 2017 và được báo trung ca ngợi hết lời. Quang Hải và Thanh Thủy dứng tin đồn hẹn hò dân mạng phát hiện loạt bằng chứng hẹn hò của Quang Hải Thanh Thủy như ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người đam mê thủ, nhấn follow trang cá nhân và soàn xỉn xuyên tương tác dưới bài đăng của đối phương từ tháng 9. Thanh Thủy ảnh trái, án trắng, ngoài cùng bên phải, được cho là đam mê thủ gái mới của Quang Hải khi cùng anh nhập cuộc bữa tiệc sinh nhật. Ảnh kêu trinh trang. Quang Hải ngồi cạnh và quàng tay ra sau lưng Thanh Thủy trong bữa tiệc sinh nhật một người đam mê thủ ảnh chụp màn hình. Trong một bài phỏng vấn, Thanh Thủy từng tiết lộ mẫu gamer thủ trai của cô là người biết nấu nướng ăn, sống tình cảm và biết niềm nở tới những người xung quanh. Và biết đâu quan hải chính là chàng trai trong mộng đó. Ngay lập tức, nhiều người đã tìm tới trang cá nhân của Thanh Thủy và để lại những bình luận tấn công cô. Điển hình như mới đây, dưới bức ảnh vừa được chính chia sẻ, Quang Hải để lại biểu tượng ly kè một vài tài khoản vào trả lời comment của Quang Hải, đề cập tới Nhật Lê và trách tìm dị câu lạc bộ Hà Nội dễ thay lòng khi mới chia tay qua dị quản Nam 3 tháng đã quen người mới. Hàng loạt các bình luận trả lời Quang Hải trên trang cá nhân của Thanh Thủy nhắc đến Nhật Lê và trách Quang Hải. Bên cạnh đó, có bình luận cho rằng chuyện tình cảm giữa Quang Hải và Nhật Lê đã kết thúc, nên ai cũng có quyền mày mò người khác. Tuy nhiên, cả Quang Hải, Nhật Lê và Thanh Thủy đều lặng ngắt trước mọi đồn đoán từ dân mạng. Trước đó, dân mạng cho rằng Hoa Di Sài Thành Nguyễn Thảo My là gamer thủ gái mới của tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau khi chia tay Nhật Lê. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng phủ nhận thông tin đang hẹn hò. Trước đó, Quang Hải từng dính đến tin đồn hẹn hò với Hoa Di Sài Thành Nguyễn Thảo My. Được biết, Nguyễn Thanh Thủy là quá khá nổi trên mạng thôn hội với gần 300.000 follower. Cô nàng từng học cao đẳng dược nhưng công việc chính hiện giờ là người mẫu ảnh. Thanh Thủy được nhận xét có khuôn mặt gây thơ, thân hình gợi cảm dù chiều cao kiêm tốn. Ảnh Instagram dân dân. Thủy từng chia sẻ cơ duyên giúp mình đến với công việc này là nhờ một bức ảnh để tốt ngắn được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn từ năm 2017. Sau đó, nhiều cửa hàng thời trang liên hệ mời cô làm mẫu. Thanh Thủy thu hút sự chú ý khi chỉ cao 1,52m nhưng có tài năng hát chiều cao nhờ cách phối đồ khéo léo.